tay, chán cầm tay, chán tay cầm mông. Hay mông chưa? Rồi. Chán cầm tay, chán cầm tay. Ở tay mà chỉ ở đây hả ông? Đi về. Vâng, mời anh về chỗ ở tay mà lại chỉ ở đây mà lại bảo anh biết vị trí rồi. Chuẩn bị, tốc độ nhanh dần. Chán cầm tay, chán cầm tay, chán tay tay cầm tay. Tay đâu anh chị? Rồi, tay đây. Vâng. Chán cầm vai. Mời chị về chỗ vai mà đi chỉ vào tay à. Đấy, nhanh, nhanh chân đi. Chán cầm tay, chán cầm tay, chán tay cầm tay. Đó, để nhanh chân nhá. Chán gối tay, chán cầm tay, chán cầm tay, chán tay cầm mông. Chị ơi, cái mông rồi chị vẫn ở cầm mà chị về chỗ điện vào. Thế là thấy có chị rất là tuyệt vời, mà có chị mông, mà chị mông một vẹt như này trong chị mông. Xả thật. Rồi, chuẩn bị này. Chán cầm tay, chán cầm tay, mũi tay cầm vai. Ui giời ơi, về chỗ đi chị. Rồi, nhanh dần nhá. Chuẩn bị. Gối cầm tay, gối cầm tay, gối tay cầm mông. Thế mà chị anh mông, anh nhìn em. Ơ mông. Mông rồi cái chị cầm lại này. Chuẩn bị. Gối cầm vai, gối cầm vai, chán vai cầm tay. Chị này chị cứ như này, chị cứ như này, nó cứ trò nó về chỗ. Coi như là chỉ về chán cầm tay mà cứ như này không? Chị chỉ để cho nó chắc ăn. Loay quay một hồi là thấy lôi ra con người là chết. Chuẩn bị. Bây giờ lưu ý là em là khẳng định lại là chúng ta mục tiêu là có 4 người để nhận quà, 4 người để nhận quà. Anh chị chuẩn bị còn 2 người nữa nha. Chuẩn bị. Chán cầm tay, chán cầm tay, gối tay cầm tay, chán cầm mông, chán cầm mông, chán mông cầm mông. Anh này đơ luôn rồi, anh này đơ luôn rồi, không biết là chỉ vào đâu nữa rồi. Anh ấy cứ đơ hết nhìn này, không biết là đi đâu về đâu nữa rồi. Chắc là tụt huyết áp đến nơi rồi. Rồi anh chị tiến lên một bước giùm em. Đấy, 5 người chơi xuất sắc và vừa, tôi bảo một bước ông đi chân dài bước vừa thôi. Chuẩn bị nè. Chán cầm tay, chán cầm vai, chán vai cầm mông, mông cầm tay, mông cầm vai, mắt mũi mồm tai. Ồ, nhanh hơn rồi đấy, anh chị hiểu luật hơn rồi đấy. Ồ, nhanh lên đây. Anh ơi, bình tĩnh, thả lỏng ra. Thả lỏng ra, cứng ghê quá. Chuẩn bị đây. Chán cầm tay, mũi cầm tay, gối mông cầm tay. Bây giờ tay đâu? Chết không nhìn này. Anh ơi, tai nó ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Em gọi tai mà anh còn cứ tìm tai ở đây là không có tai đây đâu. Về chỗ. Một chàng bốn tay, chân bốn là chân xuất sắc của chúng ta ngày mai đúng không ạ? Vậy quá tuyệt vời. Chán cầm tay, chán tay cầm mông. Ây, mông chưa? Rồi. Chán cầm tay, chán cầm tay. Rồi tai mà chỉ ở đây hả ông? Đi về. Vâng, mời anh về chỗ ở tay mà lại chỉ ở đây mà lại bảo anh biết vị trí rồi. Chuẩn bị, tốc độ nhanh dần. Chán cầm tay, chán cầm tay, chán tay tay cầm tay. Tay đâu anh chị? Rồi, tay đây. Vâng. Chán cầm vai. Mời chị về chỗ vai mà đi chỉ vào tay à. Đấy, nhanh, nhanh chân đi. Chán cầm tay, chán cầm tay, chán tay cầm tay. Đó, để nhanh chân nhá. Chán gối tay, chán cầm tay, chán cầm tay, chán tay cầm mông. Chị ơi, cái mông rồi chị vẫn ở cầm mà chị về chỗ điện vào. Thế là thấy có chị rất là tuyệt vời, mà có chị mông, mà chị mông một vẹt như này trong chị mông. Xả thật. Rồi chuẩn bị này. Chán cầm tay, chán cầm tay, mũi tay cầm vai. Ui giời ơi, về chỗ đi chị. Rồi, nhanh dần nhá. Chuẩn bị. Gối cầm tay, gối cầm tay, gối tay cầm mông. Thế mà chị anh mông, anh nhìn em. Ơ mông. Mông rồi cái chị cầm lại này. Chuẩn bị. Gối cầm vai, gối cầm vai, chán vai cầm tay. Chị này chị cứ như này, chị cứ như này, nó cứ trò nó về chỗ. Coi như là chỉ về chán cầm tay mà cứ như này không? Chị chỉ để cho nó chắc ăn. Loay quay một hồi là thấy lôi ra con người là chết. Chuẩn bị. Bây giờ lưu ý là em là khẳng định lại là chúng ta mục tiêu là có 4 người để nhận quà, 4 người để nhận quà. Anh chị chuẩn bị còn 2 người nữa nha. Chuẩn bị. Chán cầm tay, chán cầm tay, gối tay cầm tay, chán cầm mông, chán cầm mông, chán mông cầm mông. Anh này đơ luôn rồi, anh này đơ luôn
chỉ vào đâu nữa. Anh ấy cứ đứng hết nhìn này không biết là đi đâu về đâu nữa. Chắc là tụt huyết áp đến nơi rồi. Rồi anh chị tiến lên một bước giùm em. Đấy, 5 người chơi xuất sắc ở vườn tôi bảo một bước ông đi chân dài bước vừa thôi. Chuẩn bị nha. Chán cầm tay, chán cầm vai, chán vai cầm mông, mông cầm tay, mông cầm vai, mắt mũi mồm tai. Rồi nhanh hơn rồi đấy, anh chị hiểu luật hơn rồi đấy. Rồi nhanh lên đây. Anh ơi, bình tĩnh, thả lỏng ra. Thả lỏng ra, cứng ghê quá. Rồi, chuẩn bị đây. Chán cầm tay, mũi cầm tay, gối mông cầm tay. Bây giờ tay đâu?